Võ Hổ. Nè, đấm mày chết bà luôn. Đấm luôn đó. Đó luôn. Ui. Võ Gấu. Biết trận này anh đánh gì không? Mất bàn cây lem mất. Trận này anh đánh. Trận này anh đánh U đi. Thằng nào mà đụng với mày anh ra rồi anh làm 14 tư thế đó. Dạ, nó nói gì kìa? Đi Vũng Tàu kiếm đường kiếm Vi Anh là sao? À, bạn gái mà ở Vũng Tàu mà đúng không? Trời ơi. Má tính gần đơn, nó quen người yêu khắp con mẹ nó cái đất nước Việt Nam này rồi. Ghê ghê nha. Hồi đợt nó quen một bé ở đâu ở ngoài mà Lạng Sơn á. Cái biên giới của Trung Quốc với Việt Nam là cái gì quên rồi ta? Xạo thì chứ. Lạng Sơn đúng không? Xạo ông ơi. Móng cái nữa. Xong rồi, xong rồi đợt nó quen một con bé dưới Cà Mau á. Trời ơi là trời, nó đang tính bộ sưu tập người yêu là nguyên cái đất nước Việt Nam hay sao đó ơi. Ủa mỗi một lần mà em chia tay người yêu em buồn khoảng bao lâu đó? Má trả lời trước ơi. Anh đâu có nhiều như em đâu. Lấy gì con này lấy gì? Dư chấn hả? Ừ, chấn. Ủa dư chấn làm đéo gì con này lấy ba tắc nội ơi. Dư chấn đây anh. Mạnh sẵn rồi, mạnh tự nhiên mà. Ok, được. Em tiếp phục à. Ở bên kia nó bích nguyên cái tim vậy thì anh cầm lát làm đéo gì? Mày cầm kiệt sức hả? Lát thì lên trên á anh. Mày cầm kiệt sức hả? Anh cầm thi đốt đi, để giúp chung. Chỉ cần thằng nào mà đụng vô mày anh lao ra anh đấm nó bỏ mày ơi. Là red nè, đó cái tim tôi mới nhắc nè. Trời ơi. Đủ mất ba thằng thách đấu. Mày kim cương tao đại có thủ. Ồ, nhìn nó nè, ghê chưa? Ghê chưa? À. Ê nè, gót lên chạy nè, đó, ok chưa, nè, chạy nè. Má, đéo tin được, ghê chưa? Hả, nãy anh làm gì anh nghe lên lâu vậy? Hả? Anh đứng anh lựa được. Mất rồi. Ok, mình làm sao để giai đoạn cấp 2 ổn lên mất. Cứ đánh đi, nó đụng mày kêu anh từ buồn anh chạy. Quên, cho nó đẩy chứ ta, sai rồi. Sai tách rồi. À, chết rồi, nó bắn rồi. Rồi, mày cứ đứng đi, nó đánh mày kêu anh chạy ra. Bụi đấy. Gì vậy? Hù nó chứ gì. Có tôi nâng nâng vô bê cái lầm lầm luôn á. Từ, phải có God mới được. À, nhận à, nó thức anh. Nó thức em. Ây dạ. Gì anh tù. Má, sao nhìn anh vô hài. Má, bó tàu thu đen này. Đó. Gấu, vỏ gấu. Vỏ rùa. Ui, vỏ gấu. Ừ. Ôi, mất tròn quá à. Em về em hàng mà mất cái gì cho em rồi. Ủa, mất tròn gì? Và cái pha đó là nó nướng giết anh đéo được đó. Được, nè, AD nó pha đó là lát lên quýnh anh vỏ gấu vỏ rùa nó nên đéo chết đó. Nè, mà chuẩn bị nhìn ra anh gấu, anh vỏ gấu xong rồi vỏ hổ đó nè. Có con này vô để quy này nha. Đó. Tiền đề đó, tiền đề đó. Chạy ra anh nè. Nè, vỏ gấu nè, kia chạy ra. Nhảy ra chúng tôi nè, đấm là chỉ quà luôn, đấm luôn đó, nhảy ra không? Hả? À, vỏ hổ, ư, ừ. Đó, ghê chưa? Sao chịu nổi mấy cái vỏ công này? Vỏ hổ, nè, đấm là chỉ quà luôn, đấm luôn đó. Đó luôn, ui. Vỏ gấu. Nè, vỏ gấu đó, đó. Ghê không? Vỏ rùa nè, đó. Ấp rồi nè.
Trời ơi, đây nè, đây nè bạn ơi. Bạn lo quá, bạn lo quá, điên hả mày? Anh lấy cái này, anh lấy cái chạy lẹ đến vỏ gấu mà. Ui, vậy mà nãy anh cầm cái tấm kiếm thuật đỉnh lắm anh mất ơi. Mới chừng này nãy cầm tấm kiếm thuật đỉnh lắm rồi. Điên quá, thôi, bớt bớt giùm tao cái. Tao nhớ là cái thằng ý kiến cái con ghê nó tông giày khai sáng của tao là nó xuống từ VCSD luôn rồi đó. Mất, vỏ gấu xuất hiện. Nó bị chết mọi em luôn. Game nhảy ra, game ngon mà nhảy ra. Game mày nhảy ra. Nha, nhảy ra với tao nè, đấm luôn nè, vỏ hổ. Ó, vỏ gấu. Vỏ rùa. Hừ. Ê cho anh hồi máu với con chó. Em cũng hồi máu. Vỏ gấu. Đấm đấm phải chết luôn. Quay, vỏ hổ. Cái vỏ gấu. Thằng kia nhảy ra. Nè, vỏ rùa anh che cho. Trời chó, tao đã nói rồi, thấy không? Tao nói rồi, không nghe. Em đi tiếng mạnh như vậy. Thôi, phá nó về là ngon rồi. Mạnh quá mất thôi. Thôi, em gả đôi. Vỏ gấu. Vỏ rùa. Vỏ hổ. Vỏ gấu. Ê, chạy, gấu chạy. Chạy lẹ lắm. Rồi, thôi. Ai biết, em lát em không nói. Nè, vỏ gùa nè, đó, thấy mạnh không? Quá. Wow. Mạnh thấy sợ đi chứ nè, điên với tao nè, tao vỏ gùa nè, hiêu đốt của đầu mày nè. Đó, vỏ gấu nè, vỏ gùa. Ê! Nè, tao gấu nè, đó, gấu nè. Rồi anh chạy trước, bye bye. Đây, anh vỏ gấu nó. Đó, anh câu cho mày rồi đó. Vỏ gấu chạy. Không xong rồi để Dương ơi. Ư. Thằng chó. Anh kêu về đi. Mày làm hồi tao lên tâm hợp luôn bây giờ đó. Ơ em mất. Nè. Rồi đi đi. Đi đi mấy rồi. Đi đếm tới 5 1 2 3 đó. Cái. Vỏ gấu. Thôi lùi cái mất rồi. Anh lùi rồi đó. Anh chạy. Anh đi hơi xa chứ gì nữa. Ồ, tăng chù với mày sao mày hỏi gì vậy anh mết? Từ từ thôi, chậm lại. Ê. Ồ, mấy vỏ gấu. Đập vô cái đầu mày, chạy đó, đập đầu tôi đó rồi đó. Mà, không sao. Cho về, công báo gì vậy? Ê, tranh xe quỷ. Ồ, đang vỏ gấu lao tới nè. Kẹp, con kẹt chứ kẹp. Thôi chị đi tiếp thôi. Chạy mất, chạy gì đó vậy? Ủa, gì vậy? Chạy không chơi đi. Quá, hên là con gấu của anh nó sợ hãi. Mày thấy cái pha đó, anh e lên con gấu của anh nó hoảng sợ luôn. Nó chạy, cấm đầu con gấu nó chạy luôn mà. Không thấy, nó chưa thấy dừng. Nó sẽ rờ anh á, nó sẽ rờ, nó rờ mày kìa. Ra đi, anh bảo vệ em rồi, không có chết được. Anh ai cho mày chết. Ồ, con vỏ hổ đó, ghê chưa. Ê, nó bên cam kìa, mất sao mất, theo không. À, vỏ gấu. Đó, lụm cái mạng thằng nó liền, anh che. Có ban thằng nhỏ kìa. Đây nè. Ôi mấy con chó, tao thấy mấy con chó rồi đó. À, tao bay. Ủa, sao mà giết nổi thằng AD nó. Được alpha nãy tại tao bay kém thôi chứ nếu phải đó anh cầm Ige là xong hết rồi. Mày biết nãy giờ cứ mỗi lần mà anh bám vô con alpha lót sau khi tôi alpha lót anh làm gì không? Anh đứng anh nhìn. Anh nhìn Yumi. Có mẹ hả? Anh nhìn Yumi chứ làm gì? Đồ mà nó đéo có nhảy ra. Nó bị hai pha đầu xong nó khôn rồi. Hay ta. Nó khôn lên. Nó sợ cái vỏ hổ mình quá mà. Á, pha đầu nó nhảy ra làm cái dài đường quyền nó chết queo luôn. Sợ rồi. Đó. Bật nè. Đông lá. Nè. Đường quyền thứ nhất, đường quyền thứ hai. Tôi xin giới thiệu, đây là được chạy. Thôi em luôn, 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 em luôn,
Ok ok ok, hiểu. Có thông tin không? Không có. Ok, tới là nè. Biết, anh này sẵn sàng lắm luôn rồi đó, Anh rất sẵn sàng lắm luôn rồi đó. Nè. Anh sẵn sàng lắm luôn rồi đó. Đó, mày thấy đâu. Mày đến hỗ trợ mày ghê không? Vô hổ mà, vô hổ mà đơ. Sao không ghê được. Mấy ông viewer làm sao hiểu mà trận này sao win được, mấy ông viewer sao hiểu được. Không thể nào mà mấy ông hiểu được trong đầu mấy ông. À, mới bạn ơi. Vậy, đâu mới gũ đua xong mới 12 giờ nghỉ là sao, rồi anh chơi với ai? Mày nhìn tụi hát luôn. Mày coi là mày hiểu, anh cứ đang bực vỏ gấu đúng không? Anh chạy lên gần anh Phelos, anh đấm nó một cái, là anh đéo làm gì nữa đó, anh đứng anh nhìn vô mới. Better be.